Nó không. Đây. Cầm 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 cầm. Nữa. Ngồi lưng gù ra này. Đây. Xem. Đây. Xem mình đấy. Chưa nghe xong. Bẩn đấy. Gì đấy? Đây mà xoài đây mà. Đi vào mắt à? Xoài đi. Đi. Xoài. Xoài này. Em đi. Nào, nhé. Đây rồi. Ai gọi đây? Tí ơi, mẹ gọi này. Ai em ơi? Mẹ gọi này. Mới nhà rồi. Mẹ đang chờ xem tí ơi, tí về. Đấy, mới nhà rồi đấy. Em ăn gì ơi? Em ăn xoài. Ôi, mẹ đang chờ hôm sau mẹ chở về là về nhà đây, đây này. Đang đứng ở đường chờ xe này. Mẹ đấy. Em ơi. Em này, mẹ này. Tí ơi. Mẹ nhớ mẹ không? Thôi, thôi. Yêu. Mẹ nhớ ơi. Cắn điện thoại. Vâng. Yêu. Yêu. Đang chờ xe đi đón ở đây này. Đang ở đường kìa. Đang ở đường. Sắp về đến nhà rồi. Đấy. Em ăn mà về em muốn xin chưa xong rồi về pha cho em. Vâng. Nha. Vâng.
tắt không? Đây chị cắm rồi. Tập tập. Cầm mắt. Quay lên. Nha. Bảy lắm. Trời ơi. Đây mà, đây. Đi mẹ về rồi, về rồi. Về rồi. Là vui rồi, nhớ này quá nhỉ. Nhớ mẹ không? Hả? Nhớ mẹ không? Ui, ăn gì rồi? Ăn xoài à? Ăn xoài rồi, chị cho em uống sữa chưa? Mẹ về muộn quá à? Em bông đâu rồi? Em bông ngủ rồi không? Mong ngồi chờ mẹ đâu á? Đấy giờ mẹ xem đấy giờ. Tôi xe về muộn quá. Ôi giời, bây giờ là sắp 11 giờ đêm rồi các bạn. Xe về muộn quá. Xe nhỡ xe bạn ơi. Thế con đi nấu nước xong mà mẹ ta sữa cho em. Thế chứ không ăn hết xoài à? Không ăn hết xoài à? Để cho con ăn nhá. Ôi giời ơi. Nhớ mẹ không? Ở nhà mấy chị có ngoan không? Không ăn nào, thế thì chị bảo chị pha sữa cho con nhá. Ở nhà hai cả hai chị có mắng con không? Này có nghe lời chị không? Nghe lời chị không? Nhớ mẹ không? À xem video mẹ à? Nhớ mẹ mở video của mẹ xem à? Chị Bích nấu nước cho em nhá. Ôi chị Bông nằm chờ mẹ đâu quá đi ngủ à? Đâu ấy? Bà đi gọi chị Bông à? Bông lên 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 đây mẹ hả? Lên đây lên gọi cho mẹ xin à? Ôi. Bông đã. Đi thường xem chị Bông đi. Chúng em chị Bông ngủ đi. Chúng em chị Bông gọi chị Bông dậy em nhé. Nhé. Ôi giời, chờ mẹ đâu quá cũng ngáp ngủ các bạn. Ngáp ngủ à? Buồn ngủ à? Vân nhiều quá à. Thằng nào u rồi ngáp. Mọi ngày giờ này là đi ngủ rồi các bạn. À hôm nay cứ ngồi chờ mẹ à. Cứ ngồi chờ mẹ à. Nhớ mẹ không? Uống sữa xong đi ngủ nhá. Nào để mẹ xuống mẹ xem chị Bích pha nào. Chị Bích nắm pha rất hay từ nhà. Đi ơi. Mâm 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 mâm. Ôi giời ơi, không phải thế ăn xoài mà anh chịu ăn à? Ăn có mấy miếng. Thấy con ở nhà với em ngoan không? Ngoan. Nhé. Không nhớ, nhớ mẹ à? Nó mồm có gì đây? Là xoài à? Thằng này, ở nhà ngoan. Ở nhà thì ai tắm nha? Bông ơi. Em Bông ngủ chờ mẹ. Đâu ngủ, em Bông ngủ đâu chưa? Ngủ lâu rồi. Mai thứ bảy à? Đi cũng vừa ngáp đấy. Mẹ thấy em vừa ngáp ấy. Mấy mẹ con mình đi ngủ với mẹ đi mấy hôm cũng mệt lắm. Mệt rồi. Khi thì ngủ với chị anh ngủ mẹ mày ngủ mẹ nhá. Chị với mẹ tắm xong rồi đi ngủ nhá. Em nhấc cao lên nè. Về nhà chị tắm rửa cho sạch tinh đi nhỉ.
Thơm thế. Thơm quá. Mấy mấy em có chịu ăn cơm không? Cơm à? Chờ mẹ về mới đi ngủ à? Mọi ngày tầm này em đi ngủ chưa? Ngủ rồi. Sao mày biết biết mày về mà chờ mẹ? Cứ ngồi đòi mở video xem à? Cái Ti có nhớ mẹ không? Chắc mãi chơi chắc gì đã nhớ mẹ nhỉ? Có thấy em buồn không? Vẫn vui chơi bình thường. Nghe Mẹ quá ạ. thích đi. Đang Cái bụng này, ăn xoài sao bụng bình sữa. Đi ngủ đi. Đưa đang đưa mong đưa đưa Bích Bình này. Bình đi rửa nhé. Rửa nhé. Đau á. Đi rửa bình mà. Đi rửa bình mà. Ừ. Bây giờ buồn ngủ chưa à? Buồn ngủ chưa hay là muốn chơi với mẹ? Buồn ngủ chưa? Ui dồi ạ. Dồi ạ. Ăn một đĩa xoài xong bây giờ lại ạ. Đây mẹ nào. Con chào các bác chưa? Đi chào các bác chưa? Ngủ chưa? Ừ. Ngủ chưa? Chào mẹ về mới ngủ à? Dạ áo mẹ. Ôm 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 mồm lại mồm lại. Thank you.